Đạo diễn phim ảnh là một nghề rất kỳ lạ, vì ai cũng có thể ngồi lên ghế đạo diễn bất kể xuất phát điểm từ đâu. Nhưng để từ con số 0 mà trở thành huyền thoại trong dòng chảy lịch sử điện ảnh thì không phải ai cũng có thể làm được. Không qua trường lớp, không bằng cấp chuyên ngành, nhưng từ vô danh mà trở thành lừng danh, đạo diễn Christopher Nolan đã làm say đắm người hâm mộ của bộ môn nghệ thuật thứ 7 trên toàn thế giới. Bằng một thế giới quan nghệ thuật độc đáo và những kiệt tác thách thức trí tuệ khán giả bậc nhất. Chào mừng các bạn khán giả trở lại với Đèn Đỏ Cinema, và hôm nay để chúc mừng vị đạo diễn thiên tài này giành được Oscar đầu tiên trong sự nghiệp, chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về chặng đường 20 năm chinh phục tượng vàng của Christopher Nolan nhé. Bước vào ngành công nghiệp điện ảnh với một tấm bằng duy nhất về chuyên ngành văn học, đạo diễn Christopher Nolan gặp phải khó khăn chồng chất như bao người khác. Vốn có kinh nghiệm hoạt động ở câu lạc bộ điện ảnh cùng với bạn gái Emma Thomas, sau này là vợ ông, Nolan rất tích cực tham gia các dự án phim công nghiệp ở đủ mọi vị trí khác nhau, từ biên kịch, quay phim đến đạo diễn. Đồng thời, ông và Emma cũng miệt mài phát triển các dự án phim riêng của mình, cả phim ngắn lẫn phim dài. Tuy vậy, hầu như ông không thành công với các dự án cá nhân của mình. Đạo diễn Nolan tiết lộ rằng trong khoảng thời gian đầu theo ngành làm phim, ông đã nhận cả chồng thư từ chối, cũng như không hề được đầu tư một xu nào từ ngành công nghiệp điện ảnh nước Anh. Đến năm 1998, Christopher Nolan hoàn thành bộ phim điện ảnh đầu tay của mình, có tựa đề là Following. Bộ phim được sản xuất bởi ông và Emma, với phần lớn các thành viên trong đoàn là bạn bè hoặc người thân. Kinh phí sản xuất phim vô cùng eo hẹp, chỉ vỏn vẹn có 3.000 bảng Anh, và phần lớn các buổi quay được thực hiện vào cuối tuần trong suốt một năm trời. Bất chấp những khó khăn trên, Following đã gây ấn tượng với các nhà phê bình của nhiều liên hoan phim lớn, và được coi là tiền đề trải thảm cho Nolan bước vào sự nghiệp làm phim chuyên nghiệp sau này. Nolan mở màn cho thế kỷ 21 của mình với một trong những tuyệt phẩm điện ảnh hách não khán giả bậc nhất, đó chính là phim Memento. Từ một tác phẩm truyện ngắn của người em trai Jonathan Nolan, đạo diễn Christopher Nolan đã chuyển thể thành một bộ phim với bố cục cấu trúc kịch bản nửa xuôi nửa đảo đan xen độc nhất vô nhị. Memento trở thành tác phẩm thành công vang dội trong giới chuyên môn, được một đề cử của Oscar năm 2001 cho kịch bản phim xuất sắc nhất. Đồng thời đây chính là bộ phim đã định hình nên phong cách đặc trưng của Nolan sau này, cầu kỳ, phức tạp nhưng logic và chặt chẽ. Những năm cuối thế kỷ 20 là thảm họa đối với thương hiệu siêu anh hùng người rơi, với việc phim Người rơi và Robin đã thất bại thảm hại cả về thương mại lẫn chuyên môn và bị coi là bộ phim đặt dấu chấm hết cho hình ảnh Người rơi rất được fan DC mến mộ. Nhận thấy cơ hội này, Christopher Nolan đã ngay lập tức liên hệ với Warner Bros với kỳ vọng sẽ hồi sinh thương hiệu Người rơi và thậm chí là tái định hình lại thể loại phim siêu anh hùng cho phù hợp với thời đại mới. Bộ phim đầu tiên của ông có tên là Huyền thoại Người rơi đã gây tiếng vang lớn trong lòng giới chuyên môn, đồng thời cũng rất được đông đảo fan hâm mộ của DC đón nhận và coi rằng đây là hướng đi đúng đắn cho thương hiệu này. Thành công của Huyền thoại Người rơi đã tạo nên tiền đề cho ông triển khai phim hậu bản mang tựa đề Kỵ sĩ bóng đêm. Với nguồn kinh phí lớn cùng với sự góp mặt của nhiều tài tử điện ảnh đẳng cấp nhất, trong đó có cố nam diễn viên Heath Ledger, Kỵ sĩ bóng đêm đã làm rung chuyển cả nền điện ảnh thế giới, trở thành kiệt tác số 1 của thể loại siêu anh hùng cũng như là một trong những phim điện ảnh hay nhất và có ảnh hưởng nhất của thế kỷ 21. Kỵ sĩ bóng đêm cũng là bộ phim chính thức đưa tên tuổi đạo diễn Christopher Nolan lên hàng ngũ xuất sắc nhất đương đại, biến cái tên ông trở thành bảo chứng cho chất lượng đối với các nhà sản xuất của Hollywood. Nolan sau cùng đã khép lại bộ ba Người rơi với bom tấn Kỵ sĩ bóng đêm trỗi dậy vô cùng hoành tráng và tham vọng, qua đó chính thức kết thúc một chặng đường 7 năm với thương hiệu đã làm nên tên tuổi mình. Tuy bận rộn với Người rơi, đạo diễn Nolan vẫn không từ bỏ những dự án phim độc lập của mình. Năm 2002, sau thành công của Memento, Nolan được thử sức cầm trịch bộ phim có tựa đề là Mất ngủ, một phiên bản làm lại của phim cùng tựa đề sản xuất ở Na Uy năm 1997. Sau đó đến năm 2006, đạo diễn Christopher Nolan một lần nữa khiến fan hâm mộ đau đầu với bộ phim ảo thuật gia đấu trí. Được giới phê bình ca ngợi hết mực vì ý tưởng độc đáo và bố cục câu chuyện khó đoán. Nhờ vào thành công của Kỵ sĩ bóng đêm, Christopher Nolan cho ra mắt bom tấn Kẻ đánh cắp giấc mơ với sự quy tụ của nhiều diễn viên hạng nhất như Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Michael Caine, Tom Hardy, Cillian Murphy. Tác phẩm mở bát năm 2010 của Nolan được cả khán giả đại chúng lẫn giới chuyên môn ca tụng hết lời và coi là một trong những kiệt tác vĩ đại và tham vọng nhất của ông. Kẻ đánh cắp giấc mơ đã mang lại cho Nolan 8 đề cử Oscar, đoạt giải ở 4 hạng mục và là tác phẩm thành công nhất của Nolan lúc bây giờ. Với những thành công vang dội từ thương hiệu Người rơi và bom tấn Kẻ đánh cắp giấc mơ, đạo diễn Christopher Nolan chính thức khẳng định vị thế là một nhà làm phim kiệt xuất được trao toàn quyền sáng tạo cho mỗi dự án của mình. Sau khi chia tay với đạo diễn hình ảnh Uli Fister để đón nhận Hoi Van Hoytema, một nhà quay phim chuyên trách với định dạng quay IMAX, Christopher Nolan đã định hướng bản thân tập trung làm các phim bom tấn kinh phí lớn. Tác phẩm đầu tiên của ông ở định dạng chuyên IMAX, Hố đen tử thần, được đánh giá là một trong những phim khoa học viễn tưởng hay nhất của thời kỳ điện ảnh hiện đại và được coi là hậu duệ xứng đáng của kiệt tác 2001, chuyến du hành không gian của huyền thoại Stanley Kubrick. Bộ phim này cũng cho thấy sự kỹ tính đặc trưng của Nolan trong khâu sử dụng hiệu ứng kỹ xảo thật, cũng như việc ưu tiên sử dụng bối cảnh thật để khán giả hòa mình vào thế giới trong phim hơn. Sau nhiều năm hợp tác và tham gia nhiều dự án khác nhau, trong đó có đặt tiền đề thành công cho đạo diễn Zack Snyder ở vũ trụ DC, Christopher Nolan đánh dấu sự trở lại của mình với một bom tấn lịch sử có tên là Dunkirk. Bộ phim được đầu tư lớn về mặt kỹ thuật với mục đích để đem lại một trải nghiệm thực tế và kinh hoàng nhất về chiến tranh thế giới thứ hai. Dunkirk đã gặt hái thành công vang dội trong lòng giới chuyên môn và thậm chí được đánh giá là phim hay nhất của Nolan từ trước đến nay bởi nhiều chuyên gia điện ảnh uy tín.
tác phẩm Dunkirk trở thành ứng cử viên nặng ký trong cuộc đua Oscar năm 2018, trong đó có một đề cử đầu tiên ở hạng mục đạo diễn xuất sắc nhất cho Christopher Nolan. Năm 2020, đạo diễn Christopher Nolan tái xuất với bom tấn hành động viễn tưởng mới có tựa đề là Tenet. Tuy nhiên, do gặp khó khăn trong quá trình sản xuất và phát hành vì sự bùng nổ của đại dịch COVID-19 trên toàn cầu, cộng với nội dung bị coi là quá khó hiểu đối với khán giả đại chúng, Tenet đã thất bại về doanh thu và trở thành một trong những bom xịt lớn nhất năm. Sau thất bại này, giữa Warner Bros. Và Christopher Nolan đã nảy sinh vô số những mâu thuẫn không thể hòa giải, để rồi hai bên chính thức đường ai nấy đi, khép lại một chặng đường dài 15 năm hợp tác kể từ phần 1 của bộ Ba Người Rơi Huyền Thoại. Đạo diễn Nolan tiếp tục hành trình chinh phục đỉnh cao của mình bằng việc hợp tác với nhà phát hành Universal lừng danh và với việc được hậu thuẫn nhiệt tình. Ông đã tức tốc đi vào phát triển và sản xuất bom tấn lịch sử mang tên Oppenheimer. Toàn bộ các thành viên quen thuộc trong đội ngũ của ông như nhà quay phim Hoi Van Hoytema hay nhà soạn nhạc Ludwig Göransson đều được mời trở lại để hợp tác triệt để với ông và tạo nên bom tấn lịch sử hoành tráng nhất từ trước đến nay. Hưởng lợi từ hiện tượng điện ảnh Barbenheimer do cùng ngày công chiếu với một bom tấn giải trí khác là Barbie, Oppenheimer đã đại thắng cả phòng vé lẫn giới chuyên môn. Bộ phim trở thành phim độc lập doanh thu cao nhất của đạo diễn Nolan, phá vỡ kỷ lục của Kẻ đánh cắp giấc mơ trước đó. Không những vậy, Oppenheimer của Nolan đã càn quét giải thưởng danh giá của Viện Hàn Lâm với 13 đề cử và 7 chiến thắng, trong đó đoạt giải phim xuất sắc nhất và đạo diễn xuất sắc nhất. Sau 20 năm trong nghề, trải qua nhiều đắng cay ngọt bùi, đạo diễn Christopher Nolan đã chính thức chạm đến cột mốc đỉnh cao nhất của điện ảnh, khẳng định vị thế tượng đài của mình đối với lịch sử điện ảnh thế giới. Sau đại thắng ở Oscar 2024, đạo diễn Christopher Nolan đã nhanh chóng bắt tay vào làm bộ phim tiếp theo. Với cột mốc mới vĩ đại trong sự nghiệp, khán giả toàn cầu có quyền kỳ vọng vào những kiệt tác mới hơn, sáng tạo hơn, thách thức mọi giới hạn của vị đạo diễn người Anh thiên tài này. Bài viết của chúng mình về hành trình từ Zero đến Hero của đạo diễn Christopher Nolan đến đây là hết. Cảm ơn các bạn khán giả của Đèn Đỏ Cinema đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Đèn Đỏ Cinema, kênh chuyên về phim uy tín. Hãy đăng ký kênh để đồng hành cùng chúng tôi.